bên trong cái luật đó không có gì thì nó không có lý do để tồn tại đâu. Chẳng buộc là vì phải làm bên trong cái luật có gì. Nên nhiều người sẽ thấy là một trong ứng dụng hệ sinh thái nó sẽ rất là nhiều. Tại sao không đặt 50 cái cho nó dễ, hoặc là 60 thôi? Tại sao phải đặt 100? Bởi vì chúng ta thứ nhất là không thể giải thích được. Chúng ta người bên ngoài, họ là những người sẽ là đặt ra cái tiêu chuẩn. Nên có thể khi họ đã đặt ra 100 cái ứng dụng hệ sinh thái để đạt điều kiện, thì 100 hệ sinh thái này chính là cái tiêu chuẩn để Bi sẵn sàng OpenMNet và phát triển trong tương lai nữa, chứ không chỉ là Manet không. Và đó, như mình nói, càng nhiều hệ sinh thái thì nó sẽ càng dễ phát triển. Nên chúng ta cần rất là nhiều hệ sinh thái vì vậy. Nên dù cho có bỏ ra bao nhiêu năm đi chăng nữa, mình vẫn chấp nhận cái điều đó. Bởi vì không có thành công nào dễ dàng cả. Và mình đã chấp nhận với Bi Network ngay từ đầu rằng dù cho năm 2025, 2026, 2027 Bi có Bi mới OpenMNet thì mình vẫn chấp nhận điều đó. Miễn là người ta cứ làm đúng cái lộ trình thì để nó thành công là được. Nếu như người ta muốn đẩy nhanh quá trình OpenMNet thì có lẽ cái áp lực vào năm 2021 người ta đã 2020 chứ, người ta đã OpenMNet rồi. Vì khi đó là một cái áp lực rất lớn, chính Pi có team người ta cũng đang bàn luận về vấn đề liệu rằng Pi có OpenMNet sau khi đạt 10 triệu người hay không. Thì giai đoạn đó sau khi đạt 10 triệu người thì họ tiếp tục giảm công suất chứ không có OpenMNet. Đó với mình là một quyết định đúng đắn cho đến thời điểm hiện tại. Và thời gian thì nó trôi qua, mình nghĩ là nó cũng không phải là quá chậm đâu, nó sẽ rất là nhanh. Và nếu như ngày xưa mà 10 triệu người thì mình nghĩ khả năng cao kể cả những người đang xem cái livestream này sẽ nghĩ rằng Pi sẽ không thành công đâu. Bút bò, anh Vĩ nghĩ sao về các app trong hệ sinh thái Pi hiện giờ? Tầm nhìn sự phát triển và ứng dụng thực tế sẽ ra sao? Ứng dụng thực tế thì anh sẽ không đánh giá được, bởi vì nó phải ra mắt người dùng. Và khi đó, khi mà người dùng sử dụng rồi á, thì sau một khoảng thời gian chúng ta mới thấy được là liệu cái ứng dụng nào nó sẽ được người dùng yêu thích và sử dụng lâu dài. Thì cái này mình không dự đoán được đâu, bởi vì nó dựa vào thị trường mà. Nó cũng giống như giá Pi thôi. Ví dụ có 10 ứng dụng mà nó chưa ra mắt thì bạn sẽ không có thể nào nhận định được là cái ứng dụng này hay ứng dụng kia nó sẽ thu hút hơn. Có khi bạn sẽ có nhận định riêng đi, bạn nghĩ tôi nghĩ là cái ứng dụng A đi chắc chắn nó sẽ thu hút, nhưng chưa chắc nha. Khi mà nó ra mắt có khi cái ứng dụng B không ai thèm dùng, bởi vì nó phải dựa vào nhu cầu của thị trường. Còn về anh nghĩ gì về các app trong hệ sinh thái thì anh nghĩ các app đó nó khác với đội ngũ PK team rất nhiều, nên họ sẽ cần một khoảng thời gian lâu để chuẩn bị tất cả các ứng dụng luôn, không riêng gì bất kỳ ứng dụng nào. Bởi vì mình đã khởi nghiệp thì một cái app như vậy nó không khác gì một công ty khởi nghiệp cả. Công ty khởi nghiệp hay các ứng dụng như vậy nó sẽ luôn có hai vấn đề tiềm ẩn, hai vấn đề luôn luôn đi song song luôn, mình khẳng định luôn, đó là vốn và nhân lực. Chắc chắn 100% luôn có hai vấn đề đó. Và chính các thành viên trong Digimon đã nói rồi, Digimon hiện tại là ứng dụng sao ạ? Ứng dụng có thể gọi là có sức hút nhất trên thế giới trong các hệ sinh thái Pi. Viết một cái tâm thư mà trước cái giai đoạn mà Digimon bắt đầu mở tính năng quảng cáo không? Thì khi mà mở tính năng quảng cáo thì đội ngũ của Digimon cái gì sẽ, bởi vì cái việc của họ là trước giờ chưa thu bất kỳ khoản phí nào của người dùng, cho nên họ gặp vấn đề về gì? Về kinh phí. Thì thằng nào nó bị, bạn thấy Digimon nó lớn như thế, nó toàn cầu như thế mà nó còn cần phải bật quảng cáo để nó có chi phí vận hành, thì húng gì những thằng mới thắng cuộc trong cuộc thi hackathon, cúp hackathon, hoặc là những thằng mới hơn hoặc tự phát triển mà không có sự hỗ trợ về có team. Thì những ứng dụng mới đây nó thua về cả thời gian chuẩn bị so với Digimon, và thậm chí có thể thua về cả cái quy mô của Digimon hiện tại có thể gọi là lớn nhất thế giới rồi. Tính về các ứng dụng trong hệ sinh thái Pi nha, thì nó có thể nói là thành công nhất, mà còn trầy trượt với vấn đề về kinh phí nữa, thì huống gì những ông đó. Cho nên vấn đề của những hệ sinh thái sẽ là vốn và nhân lực, và điều này nó không thể đốt cháy giai đoạn được. Có nghĩa họ buộc sẽ có một khoảng thời gian chuẩn bị lâu hơn so với cái mong chờ của Pioneer. Và khi các bạn hiểu được rằng bất kỳ một cái ứng dụng sinh thái nào nó cũng giống một công ty khởi nghiệp vậy, nó sẽ luôn gặp vấn đề về đó, thì các bạn sẽ cảm thấy thông cảm hơn với các ứng dụng đó. Cho nên mình mới nói là năm nay có thể rất khó về OpenMNet, là bởi vì một lý do thôi, là hệ sinh thái sẽ không chuẩn bị đủ 100 cái. Các bạn thấy chu kỳ của những cái thằng mà coi rác á, thì sau khi OpenMNet xong á là giá sẽ tụt xuống ngay lập tức. Có nghĩa là cái giá đỉnh của nó luôn là ở giai đoạn đầu. Các bạn nhìn thấy thằng CoDAO nè, Omega nè, Renix nè, mức giá của nó sau 1 năm thì các bạn sẽ thấy khi nào giá cao nhất của nó cũng là ở cái giai đoạn đầu tiên sau khi OpenMNet. Và sau đó nó càng ngày càng tụt. Đó, thì nó tụt bởi vì là
là nó không có cái gì ở phía sau nữa. Và sau khi mà giai đoạn nó bơm giá lên, người dùng bán tháo ra đi thì người ta không còn cơ hội và không còn lý do để sử dụng, cho nên người ta giữ đồng coin làm gì vậy đó. Cái câu chuyện của những thằng đó là như vậy. Thì liệu rằng chúng ta muốn pia như vậy hay không? Nếu như không muốn pia như vậy thì chúng ta buộc phải có một cái mindset trong đầu rằng là để thành công với những cái loại coin, loại hình coin khai thác 24 giờ một lần như này, nó phải cần chuẩn bị nhiều hơn. Vì thời gian chuẩn bị ngắn, những thằng kia nó đã chứng minh là nó làm không thành công rồi. Vì vậy mà nếu như mà xét về một đồng coin phát triển, mình nói nhiều người có giai đoạn đầu mà người không hiểu, nhưng mà mình sẽ giải thích này, là giá của một đồng coin nó sẽ đi từ thấp cho đến cao. Nhiều người khen nghe đến đó, mọi người cứ nghĩ là mình đang ủng hộ cho việc giá thấp, nhưng mà không phải nha. Mình đang nói giá đi từ thấp cho đến cao, có nghĩa là như thằng Bitcoin đi, giai đoạn là không phải không mấy thì giá rất là thấp, nhưng càng thành công, cái sự chứng minh sự thành công của nó bằng cách gì ạ? Nó ngày càng giá cao hơn so với mức giá thời ban đầu. Vì vậy mà giá ban đầu thấp, giá sau cao, đi theo chu kỳ từ dưới đi lên á, là những đồng coin thành công. Còn đánh giá những đồng coin thất bại á, là những đồng coin mà chu kỳ giai đoạn đầu giá cao nhưng ngày càng chúi xuống, lại đi thấp xuống, như là Omega, Renix là những đồng coin thất bại đó. Bởi vì giá ngày càng thấp mà, cho nên giá ban đầu, giá thời điểm, giá mainnet nó không quyết định được giá trị một đồng coin. Các bạn nhìn vào Bitcoin, Ethereum, giá ban đầu rất thấp nhưng ngày càng cao, khi đó mới gọi là sự thành công một đồng coin. Vì vậy mà mình mới không xét về yếu tố liệu rằng giá pin ở cuộc giai đoạn đầu thấp hay cao, bởi vì quan trọng giá mainnet chỉ là một cái khởi điểm thôi. Giai đoạn sau á, nếu như mà giá pin ở cuộc ngày càng cao á, thì nó sẽ càng thành công thôi. Nguyễn Minh Khang, giá pin sẽ không bằng Bitcoin nhưng vốn hóa sau này sẽ vượt Bitcoin. Đúng, thằng Dogecoin giá chỉ 0.07 đô nhưng nó lại nằm top 10, trong khi thằng Linh giá 13 đô cho một coin nhưng nó nằm top 13, nó thua đến 3 bậc. Tại sao? Vì cái vốn hóa thị trường nó thua, chứ không phải thua về giá. Và ta xét là xét về vốn hóa thị trường. Khi mọi người xét về những người mà mới tham gia vào thị trường á, thì mọi người sẽ thường nhìn nhận như thế này. Các bạn thấy thằng Bitcoin 45.000, 46.000 đô thời điểm này, nó vừa 47, thì mọi người nghĩ rằng nó phải giá cao thì nó mới đứng nhất. Nhưng không, thật ra giá của thằng Bitcoin á, nó được đánh giá thông qua cái vốn hóa thị trường nó. Có nghĩa hiện tại các bạn thấy tổng cung lưu hành của Bitcoin là bao nhiêu? 19 triệu coin. Thì người ta sẽ lấy 19 triệu coin này nhân cho một đồng coin hiện tại của nó bao nhiêu? 47.000 đô, thì nó sẽ ra được vốn hóa thị trường. Và người ta dựa trên bao nhiêu ra được bao nhiêu số tiền đó thì người ta xếp hạng nó theo cái giá trị đó. Như thằng Dogecoin đi, các bạn thấy nó chỉ có giá 0.07 đô nhưng nó có cái số lượng tổng cung lưu hành đến 22 tỷ, rất là nhiều. Vậy thì các bạn thấy 22 tỷ đó nhân cho 0.07 đô thì nó sẽ ra được cái vốn hóa nằm trong top 10. Nên mặc dù thằng Linh nó có giá 13 đô cho một coin nhưng cái tổng cung của nó ít, thì khi mà nhân vào thì nó vẫn xếp hạng sau thằng Dogecoin thôi. Nên người ta dựa vào cái vốn hóa. Nên đúng, bạn Nguyễn Minh Khang nói đúng là dựa vào vốn hóa, không phải là dựa vào giá. Giá đúng, nó phản ánh một phần cái sự thành công của đồng coin, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định.